Hi, chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm một cái event để cho tất cả anh em cùng xem và cùng chơi. Đó, thì event nó như thế nào? Thì hiện tại cái kênh của mình nó đã đạt mốc 7.700 bạn đăng ký kênh rồi. Thì mình sẽ bỏ ra hơn 100 triệu vàng để làm event cho tất cả anh em cùng tất cả anh em xem và chơi. Đó, thì nếu mà kênh của mình đạt mốc 7.777 bạn đăng ký kênh mà có bạn nào mà theo dõi thì nhớ quay lại cái video 7.777 bạn đăng ký kênh đấy. Còn chụp lại ảnh thì mình không chấp nhận nhá. Quay lại video thì giải nhất sẽ được 50 triệu vàng. Còn giải nhì thì nếu kênh mình đạt mốc 7.900 bạn đăng ký kênh mà bạn nào quay được video thì gửi qua Facebook cho mình, có Zalo chỉ buôn bán thôi. Đó. Còn mốc 7.900 là 30 triệu đúng không? Còn còn 8.000 thì các bạn sẽ được 20 triệu vàng. Đó. Thì mình sẽ nói chung là bạn không lấy, nếu bạn xem vào khác thì bạn không lấy vàng thì sẽ đổi qua thẻ cũng được nha anh em nhá. Anh em rất là yên tâm luôn, tất cả anh em xem vào đều được chơi đó. Còn hai giải khuyến khích thì mỗi giải là 10 triệu vàng, thì mốc là 7.100 thì chỉ có xem vào một thôi nhá. Giải khuyến khích thì chỉ có bạn nào xem vào một thì mới được thôi đó. Ok, thì nói luôn là hiện tại bên thẻ cào suất rẻ và thẻ siêu rẻ nó đang bị trục trặc về lỗi lập thẻ, cho nên là lỗi lập thẻ cho nên là hiện tại mình chưa show ạc cho anh em được. Mình chỉ mua link, nhập link thôi. Zalo mình là 0166400943 nhá, và tất cả mọi thông tin mình có để dưới phần mô tả trong comment. Anh em nào có nhu cầu gì hãy liên hệ qua Zalo với mình nhá, với Facebook nữa. Ok, thì anh em nào chưa like and subscribe kênh ủng hộ mình thì đăng ký nhá. Mình rất là cảm ơn các bạn. Ok, thì cuối video thì chúc các bạn may mắn và hãy nhanh tay nhận được phần quà từ mình nhá. Ok, thì mình nói luôn một lần nữa là mình không có giàu. Đó, thì bạn nào mình chỉ bỏ ra vậy thôi chứ mình không có giàu đâu anh em ạ. Ok, thì bye anh em nhá. Ok, bye.